Đội bay nhào lộn nổi tiếng Bay Y của lực lượng quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vừa có màn biểu diễn ấn tượng với 6 chiếc máy bay Chi-10. Đây là màn biểu diễn kết thúc lễ hội hàng không tại thành phố Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm. Được tổ chức hàng năm vào đầu tháng 9, lễ hội hàng không Trường Xuân kéo dài 4 ngày, nổi tiếng với những màn biểu diễn đa dạng và đẹp mắt của các đội bay, vượt qua những thử thách về giới hạn, không chỉ đối với các phi công mà với cả những mẫu máy bay tham gia biểu diễn. Sự kiện năm nay có tên là Đuổi theo ước mơ trên bầu trời xanh, được khai mạc từ ngày 10 tháng 9 và thu hút khoảng 100.000 người xem. Hải quân Ấn Độ và Australia vừa bắt đầu tham gia được tập trận chung song phương đầu tiên mang tên Ocean Deck 15 tại vịnh Bengal, Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận kéo dài một tuần này tập trung vào hoạt động chống ngầm và chia làm hai giai đoạn với sự tham gia của 6 tàu hải quân của hai nước. Ngoài ra, Ấn Độ cử thêm máy bay tuần tra biển P-8I, còn Australia là máy bay săn ngầm T-3C Orion. Sau cuộc tập trận Ocean Deck 15 với Australia, Ấn Độ sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar vào tháng 10 với Hoa Kỳ và Nhật Bản sau 8 năm tạm ngừng. Bộ Quốc phòng Australia ngày 12 tháng 9 cho biết máy bay quân sự nước này đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên trong không phận Syria chỉ vài ngày sau khi chính phủ Australia tuyên bố mở rộng hoạt động từ Iraq sang Syria để đối phó hiệu quả hơn với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Các máy bay tham gia đợt bay đầu tiên này gồm hai chiếc FA-18A Hornet của Không lực Hoàng gia Australia, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-30A và máy bay kiểm tra và cảnh báo sớm E-7A. Tuy nhiên, Australia tuyên bố không có vũ khí nào được sử dụng trong lần bay đầu tiên này. Thi thể của một binh sĩ nhảy dù thuộc lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ vừa được tìm thấy sau khi người này bị báo cáo mất tích khi tham gia tập luyện cùng đội bay hôm 11 tháng 9 ở bang Washington. Theo Reuters, binh sĩ này thuộc một đơn vị biệt kích đồn trú tại căn cứ hỗn hợp Joint Base Lewis McChord và đã tham gia vào một buổi huấn luyện nhảy dù như thường lệ vào buổi trưa ngày 11 tháng 9 cùng đồng đội. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành để làm rõ vụ việc này.